Những ngày này, tại xã miền núi Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, người dân đang bước vào những ngày chính vụ thu hoạch sim. Mô hình trồng sim lấy quả tại xã Cao Quảng được dự án phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Quảng Bình hỗ trợ xây dựng trên diện tích gần 14 hecta vào năm 2017. Sau 3 năm triển khai, mô hình trồng sim tại xã Cao Quảng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp cho người dân giảm nghèo bền vững. Hiện tại như mà nói là cái cây sim là một cái cây cũng là kinh tế là vừa vừa trong nó nhưng mà như kết quả thu của nó là cùng lợi nhuận rất cao à, số à, cao hơn hẳn cái 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 cái, cái, cái kéo nhưng mà về kỳ thu mua là cùng là yêu cầu là có một cái cơ sở nào đó để cho ba con là là vừa đã thu là là, là, là được là cái chim cái đầu đá nó ổn định đến nay xã cao quảng có 50 hộ gia đình đang tham gia trồng sim tổng sản lượng sim thu hoạch mỗi năm của địa phương này ước tính trên 45 tấn, mang lại nguồn thu trên 1 tỷ đồng. À, thời gian vừa quá thì à, với sự quan tâm lành chỉ đạo, đặc biệt là thực hiện cái đề án à, chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì trên địa bàn xã đã à, chuyển mục đích à, cái đất kém hiệu quả sang trong sim và đến thời điểm này thì toàn xã là có 15 ha. và con đầu tư và cái hiệu quả cây sim rất là cao, đặc biệt là gấp 2 3 lần so với cái cái, cái trồng kéo trước đây. À, và kia à, sắp tới thì sống đang có cái định hướng vận đông bác con là mở rộng diện tích nâng cao cái giá trị. Thứ hai nữa là để được bà con hưởng ứng thì một cái vấn đề rất là quan trọng đó là mong cái sự đầu tư của cả cái dự án cho bà con hỗ trợ cả cái điều kiện. Thứ hai nữa là có cái đầu ra ổn định. Qua hơn 3 năm triển khai, hiệu quả từ cây sim mang lại cho người dân xã Cao Quảng là rất rõ rệt. Địa phương này cũng đang tiếp tục xem xét chuyển đổi một số diện tích đất trồng kém hiệu quả sang trồng sim khuyến khích người dân nhân rộng mô hình mang lại nguồn thu nhập ổn định đồng thời từng bước nghiên cứu phối hợp để mô hình trồng sim phát triển bền vững tránh tình trạng phát triển ồ ạt đồng thời tạo thị trường đầu ra ổn định cho sản phẩm